Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo là kiểm tra một cái máy của mình đó, là coi có ghép sim trong hay là máy lốc hay là máy quốc tế hay là máy ghép sim trong. Thì hiện tại giờ có cái loại sim thần thánh thì ghép sim trong á, thì mình làm thế nào để mà mình phân biệt, thì mình chia sẻ cái cách để mà phân biệt một cách rất là đơn giản. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể vào trong cái phần cài đặt. Cách thứ nhất là các bạn có thể vào trong phần cài đặt phần điện thoại, xong phần ứng dụng sim, thì nó sẽ có đây là cái phiên bản của cái sim ghép. Rồi có một số trường hợp, ví dụ máy ghép sim trong hay ghép một số loại sim khác và cái ứng dụng sim nó không hiển thị ra cái phiên bản hay cài, thì mình còn có thể để mà kiểm tra bằng cách là mình thay đổi sim. Tại vì trên cái sim ghép mà thần thánh loại mới nhất bây giờ thì nó chỉ là nhớ trên một cái sim mỗi lần mình ghép, và mỗi lần khi mà mình đổi sim thì nó sẽ văng ở chế độ ACTi. Như đây mình sẽ ví dụ như trên cái máy 5S này là máy lốc, mình ghép sim ngoài, nhưng mà đối với những cái sim ghép thần thánh hiện tại bây giờ là tất cả là đều thay đổi sim là đều văng ở chế độ ACTi hết. Đây mình đang đổi sim. Thì máy sẽ văng ra chế độ ACTi, yêu cầu kích hoạt. Chưa làm chí. Tương tự như vậy thì những máy ghép sim trong bằng cái loại sim thần thánh này thì nguyên lý hoạt động của sim và tất cả các loại sim hiện tại trên thị trường bây giờ cũng đều như vậy. Tiếp tục mình lại đổi cái sim cũ lại. Đây là mình chỉ ví dụ ghép ngoài thôi nha, trường hợp ghép trong thì nguyên lý đều hoạt động như vậy hết đối với là tất cả các loại sim thần thánh hiện tại bây giờ, vì đây là do lỗi của Apple. Đây mình nhét sim vào. Cái này luôn nhìn bằng cái đoạt đi. Còn mấy cái kia mình nếu máy nào có allow thì sẽ hỏi allow và nhập allow thì nó mới ACTi được. Đối với máy này thì mình không có nhập allow. Thì nguyên lý hoạt động của loại sim ghép loại mới bây giờ là dựa vào trên lỗ hổng của Apple. Sao rồi? Và khi ghép sim thì chỉ nhớ trên một cái sim duy nhất. Và khi đổi sim thì bắt buộc phải văng ra lại kích hoạt. Như trên tay của mình thì có thêm một cái máy quốc tế, thì đây mình sẽ thử thay đổi sim trên một cái máy quốc tế bình thường. Đây tự lên sóng và không dăng chế độ ACTi gì. Tương tự vậy mình cũng đổi cái sim này qua một cái máy quốc tế cho các bạn tham khảo và so sánh. Đây tự lên sóng và không văng chế độ ACTi gì hết. Thì đây là cái mẹo nhỏ mà mình hướng dẫn cho các bạn để mà cách phân biệt các loại máy hiện tại bây giờ, để tránh trường hợp mà mua lại máy cũ mà bị ghép sim bên trong bằng cái loại sim thần thánh phích full lỗi này.
Ngoài ra thì các bạn còn có thể check email trước khi mà mua máy, hoặc là để an toàn hơn thì check email để xem biết máy của mình là máy lóc hay máy quốc tế. Thì đây là cách chia sẻ của mình đến với mọi người. Chào các bạn.